cái mới nó mới trái nhiều. Kìa kìa kìa, ốc mới tái vườn mẹ Dũng gỡ. Ừ, ừ tới đó đó. Chậm trái à. Ừ tới đó thổi gần bỏ ra để gì chậm luôn. Bắt đi có nước. Ừ chảy nè. Quá trời này nướng đi đâu lên cũng chín quá trời. Trái lan ra ngoài rồi kìa. Đó. Cái đó cái lọc tôm cũng tiện trái lan à. Ê đừng đừng rút cái đó nó trái. Bây giờ đừng ấy nè, đừng chậm lá dừa nó. Đừng trái rồi. Gà đang nằm chờ đợi kìa. Gom lá dừa lên tìm. Trái lên út là cho trái tan lẹt nữa. Bây giờ mình xỏ con gà này vô cái cây tốt. Giờ xỏ làm sao đây? Tiền đứng đuổi rồi. Đuổi rồi. Mấy người nó nhỏ nó đây vậy? Ghim cái mề nó cho dính vô đặng nước luôn. Ghim mề cho dính vô. Ủa vậy mà bẫy này mình đâm hai cây hay một cây? Hai cây, hai bên á. Hai bên nách á. Ừ, hai cây nó mới dính. Chọc từ đồ lên tới nách. Ừ. Chứ mình chẻ ra hai miếng nhỏ nhỏ ra mình ghim vô đây ghim mẹ cho nó dính vô đó luôn. Rồi giờ mình bẻ. Rồi đi đẻ cái nó là vợ gặn nó ngoại gặn. Nó còn gần è è y vậy đứng ngoại. Có không vậy? Có. Em không có có mà bảy. Ví dụ như mình thấy kiểu mà mình thấy người ta mình chịu. Giống như ăn hả hồng vậy gì. Ừ. Gặn è è. Cái đó là gọi là quán tính. Rồi, đè ăn gà xuống. Đè ăn gà xuống úp. Rồi, nó vậy nè. Cho cái này mình đem luôn. Mẹ có cái cây hả? Mẹ có chứ để lòng thòng lòng tiếng gà vậy tiền không đi lòng tiếng gà đi lòng tiếng gà chẻ miếng cây và chẻ cây tiện tay vậy cho hay rồi cho chẻ được chẻ cây đặng cho lộ cho nằm xuống vậy nè đâm nó đâm đầu để chẻ chẻ đâu đó vậy đâm cái đầu nó luôn rồi nghe ẹt ẹt cái ghê không cái bếp than than của mình sáng sắp tàn rồi đứt tay nha kẹp nó lại hả mày kẹp nó lại kẹp lấy gì cột thở thở gì nè bên đây thở qua ừ bên đây thở qua đó cái gì bảy coi vậy mà không nên có ta cái da đó mà bảy cái da đó coi chừng hồi đấy nha hồi đứt hả hồi chích xuống chút nữa mà thở thịt vô vậy thở vô nè ở tính gan tiền gì cũng không nên vô không kép ta đưa vô đưa vô ngồi lụi luôn út nó chừng út mà bãi phải lụi á hôm nay chừng cỡ cho thật chứ rồi nãy vô tiền chừng đứt tay mà bãi rồi mấy ngón tay mà bãi nằm đầu chừng sợ lắm rồi 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 xa xa đó rồi được rồi hay quá tôi nghiệp quá thì sao sao tiền rồi hai giò quéo lên nách nữa hai giò quéo lên nách bây giờ phải chọn thêm một cái này mới sơ sơ à này mới sơ sơ à rồi kiếm miếng mỏng mỏng đi cái mỏng cái miếng này nè miếng này mỏng nè cái mỏng nhỏ nhỏ đó mỏng nhỏ này nè vậy chẻ một đôi nhỏ nhỏ thôi đem trên chơi này nhỏ thằng chơi nó mẹ nằm trong bộ đồ lòng đó rồi đưa ai hỏi thằng vuốt trời ơi đâm vô nhỏ thôi ngắn lại thôi tiện xui đi hả cho xui gì nè cho nằm gì đó không đâm vô con câu không con câu sao con ăn mà vậy hả cái gì đâm hai bên hai cây giờ đâm cái nữa đặng mình nướng á có thế mình nướng chừng đâm đúng 17 nha ờ, chết rồi chết rồi 17 thôi cho chừng đâm đúng 17 tiện đâm mạnh lên con được không gì được không bên đây đâm ngược lại cái này ủa cái nào cái này hả ủa gì được không không được dạ? Hai cây mới được hai cây hả bên đây đâm ngược lại làm cho nó gà bị đâm bánh gác lên đúng không vậy chết mà cũng không toàn thấy mình gác lên chứ mình phải ờ, mình gác lên quá. Mình gác lên như đây thì gì ngay đây thì cái gì sao ai xì xì
rồi xỏ ngược lên. Còn ốc dở nách lên luôn, dở đồ lên đó, dở đồ lên cho vô ngay giữa được anh lên đó, rồi hai cây hai bên rồi cầm lên thứ ốc, cầm lên thứ ốc nghe quá, cái này giống mà gì vạn tiễn xuyên tâm á. Ốc cầm thì không gà lên thứ ốc cầm nhìn chị cười cái ơi rồi ngay mặt tiên thích lại đây làm hình ảnh luôn mà hãy thích lại đây dạ hả cho miếng nước rồi còn ọc ọc nước miếng cười cười. Ở nhà mình có một cái bộ chuối mà mấy con gà nó mổ cái gốc rồi thấy cây chuối nó mới tao buồn mà nó bị lật rộng rồi hư cây chuối luôn. Giờ mình lấy đỡ một cái miếng bẻ chuối này nè mình chặt rồi mình vô nhà mình rửa cho sạch sẽ rồi cái mình để lát nữa mình quét dầu lên con gà đánh đều mình đâm nó vô giờ út lấy mấy trái chuối này nướng luôn tại nãy giờ út nó than đó bụng được không út bán dữ không bán gì dao vậy hả xa xa chứ cần để gần có nó không chín đâu hai tái nó cách nhau một chút đứa mà cỡ đó đó để gần quá nó không có không khí vô nó không chín đâu. Ồ hai gà tấm nó muốn vô lò nướng này kìa ốc ơi nó đâm cây nướng khiên kiệu kiệu hai người khiên mà bảy đốt thêm lò lửa nữa đặng chút nữa lấy than bên kia dự tử ở bên đây hết than á thì mình để than bên kia qua nướng chuối luôn không chuối để hết thấp đại không sao đâu không khét đâu cưng ừ mà thấp quá thì hồi gà không chín biết sao không sợ nó nhiễu lên á ừ nó cái này than quá chừng luôn mà bảy mình để ba cái cục đất vậy nướng nó ấm nó không có bị mất gió không có bị mất để gì luôn hiểu mất cái ấy mất cái nóng giống heo hoài quá đừng nướng áp mình tảo liên tục vậy nó mình nướng nó ngon hơn mình tảo liền vậy nó đều cũng ngon á thèm cái gan quá. Ờ, chưa gì cái gan chưa chín hai đứa nó dành lộn rồi cái cha cái, ủa cái hột quẹt đâu rồi sao nghe mùi hột quẹt vậy cái hột quẹt đâu rồi khi nghe mùi hột quẹt nè ném đi chị rồi á hả chị đâu có cầm tới hột quẹt đâu nghe không nghe mùi hột quẹt á sợ không nằm túi luôn nè vậy là cái mùi gì hay thính ghê vậy là cái mùi gì chứ mấy mùi hột quẹt tiền làm gì vậy tụi ảo tưởng sức mạnh hôn nhìn nè ôm vàng tươi luôn nè út nhìn thấy thèm không cái này mình rửa sạch sẽ hay cái bể chuối này mình rửa sạch sẽ giờ mình chặt cho nó bập ra nó như vậy nè chặt á dao này nó cũng bén nữa cũng nguy hiểm nữa mình chặt vậy cái hồi mình lấy cái này mình quét lên con gà ở quê mình là vậy á gì á gì cái phóc á nó xịt con mắt cái gì á không phải mỡ á ấy chị đang cạo chuối mẹ mày khét chuối dở cái này lên mới cạo chuối được chứ trời ơi nghĩ sao trời ơi nghĩ sao chuối nặng vậy mà út nó quấn vô cái cây mỏng nhánh vậy nè á rồi công rồi nè giờ sao để dưới thang á đâu sao đâu rồi dưới thang đây chút nữa thiệt ra chọt có vô đâu nghe một chuối thơm quá lật nó lại phải đại vô luôn tả liền tả ba bảy là tiền sợ rớt cái mề quá à dính cho không hết rồi ăn
gà đổ thôi. Tảo nghiêng nghiêng nó tảo sôi nước mắt. Tảo cái đầy nghiêng nữa. Vẫn đứng đó, đứng lên cho nó ngay đó. Cái này hồi nãy mình còn dư nè. Mình cố tình mình để lại đặng mình chút nữa, bây giờ mình lấy cái bịch chuối này nè. Mình quét quét lên con gà. Ừ. Rồi mở mở nhẹ con chuối không? Ok ăn lại đi. Xong ngón tay không? Rồi cái da nó khô săn lại. Nó săn lại cái nó khô lại nhìn ngon quá ha. Nó thấm vô gà cái gì. Ăn con gà nóng cái mà. Nóng quá chị nóng luôn. Lật lại chị gà. Đây lật lại. Ở sao nghe mùi vậy ta? Áp nó cháy cái gà. Nữa? Cái gà của chị. Cái gà của chị. Đứa nó cái gà của chị. Phải. Nó dẫn gà hả? Không phải dẫn nãy tầng hả? Cái này cứng rồi. Chứ cái này mà để nguyên mà ăn không ngon. Cái chuối làm xèo. Ôi chuối nước ra thôi nè. Rồi lật lại đi, chuyện khác cái cánh của chị. À, dựng đứng lên cái. Chị không quẹt bên đây luôn. Dựng vẫn vậy. Dựng vậy nè, dựng vậy nè. Dựng. Chứ ngồi không nó cũng vậy vậy, con đâu đi chỗ khác đâu. Chừng dừng dơn gà, dơ cái cánh nha. Chừng dơ cái cánh. Chừng dơ lắm cái đùi à. Phải chừng khác cái mỏ đầu của con à. Cái cây bên đây bớt một khúc ha. Hả? Phải chặt cái cây đó, cái cây gì cái. Trời nhiều khi nó quơ vậy không sợ nó dính. Cây mấy anh đây nè. Để nó kệ nó nhẹ chổng cái đầu bên đây xuống, kệ cao cao không khác. Cái cây này là nó dài quá, cái chặt cái tên cái bề này không được. Chắc không được. À để cục đất đi nhặt cho. Để cục đất đi. À nè nè. Cho kêu cái chuyện cái dơ cái cánh. Rồi. Ồ, riêng bề đó ấy. Cho nó khỏi dằn đều. Giờ dơ cái cánh nha. Thủ thuật của mình là phải dứt khoát, nhanh gọn lẹ, hiệu quả cao. À chuối như chuyện khác ta nha. Rồi thích chuối. Rồi để lên, gắt lên. Nóng quá. Đổ mồi thôi chuối cho nó đi. Đổ mồi thôi nước mắt luôn á. Chắc chín rồi quá. Còn cái cây nữa đâu mày, hồi nãy còn cái cây te nữa rồi. Còn cái bạn á. Ở đâu? Nó cây này dơ rồi. Cái chuối mà ngầm. Ôi, rồi. Chín rồi. Thêm vô miếng này không cái nó khô nó ướt. Ngon quá. Ôi chưa chừng rớt cái mày. Thấy cái mày nó nhắn xém rớt vậy mà vậy. Cây chỉa rồi chứ không rớt rồi. Bộ cây tật hay gì ta? Cây dột ra hay gì? Dột mấy méo rồi. Thôi nè, lấy chú quấn cho mày thả vô không ha. Cô dừng khét cái cánh, khét cái cánh, tở cái cánh lời. Khét cái cánh. Ồ, nó hơi gì, trái trái, chín cái cánh chín này kìa. Không lẽ giờ lóc cái cánh ra cái này á, biết sao, ngay cái bộ câu nè. Nghiêng bề này nè, bề này nghiêng cho nó. Đó, cái gì giờ? Dính mắt. Ồ, để thức da, ừ. Dính. Nó cái cánh của mình nhém hai đứa này. Muốn ăn mài ngon là phải để cái cánh đựng khét nha Út. À, Út địch. chưa miếng nữa đi. Xích lên này nóng. Chắc như thang chắc đủ. Như thang này đủ được. Vậy khỏi thằng đốt bên kia nữa. Quá rồi cái nó thét ở ngoài. Rồi ngược qua bên đây nè, bên thăm chợ lớn nè. Rồi Út bánh coi chuối chín chưa ăn đi. Chín nữa. Ăn trước đi. Chuối thì nước luôn kìa. Trời ơi, mà bảy ông mũi giùm Khánh. Trái là gần trái rồi. Chuối lùi cho ăn no thành bụng. Rồi tở. Khét cái mày Út luôn. Út ơi, trái này khét cái mày Út ơi. Út có cạnh gàng chứ đậu cạnh mày. Ngon quá. Thiệt luôn á. Ngon dữ lắm, ngon luôn. Thiệt luôn hả? Còn xạo là sao? Rồi tở hơn cái nữa. Tở ra. Thôi phiền mày ơi.
con chưa quay cái mình. Sao không được chấm ngược lại vậy? Đến rồi để gì đi, để cho con câu chín. Ngon quá. Thấy con gà ngon không? Thơm rồi đó, nghe thơm rồi đó. Dẻo mỡ luôn kìa. Trái rửa luôn. Mỡ nhiều quá. Chị chỉ nóng lắm luôn mà bảy ơi. Sắp chín rồi đó. Thơm quá đi. Bảy nha, đụng đụng xích ở trong chỗ cái gan á mà bảy. Với cái mồi á. Làm gì tiền? Lọc ra. Tưởng đâu cắt cái gan ăn tước chi. Xẻ xẻ cái đùi á, tiền cho nó. Hay ức nữa nè, cái chín. Ngay đây bình thường nó hay tụ máu ở đây nè. Tụ ngay đùi ngược. Chọt chọt cái đùi lấy chọt chọt á, tâm cái mũi nhọn chứ đừng xẻ, xẻ ra nó bị nứt cái đùi. Ngon. Không biết cay, hôm nay chắc cay quá. Ớt nhiều quá thì cay. Nó trong đây còn sống nè. Chưa chín đâu. Lật 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 qua đây, Út Quỳnh chị chưa cắt xong. Cái con gà nãy giờ nướng xong dữ lắm. Dữ lắm ngon rồi. Xong dữ lắm ngon. Ai. Này, mình cầm lên nha. Mẹ nhìn ngon không mẹ? Ngon, vàng. Ơi, nhìn ở đây tưởng là bị khác nhưng thật ra không có khác, hay là phải là vàng vậy. Vậy nè, không có khác. Nó phải vàng vàng á. Vậy nó mới đây chín mấy chỗ kia chứ còn nếu mà mấy chỗ mà mỏng mỏng mà nó không khác là mấy chỗ vậy không thì là chín. Này nó bụng một mình. Mẹ cho mày hưởng cái nè. Một mình Út ăn con. Ăn hết con thiệt. Thơm không? Hết. Dạ tin không? Không ai tin phải không? Hả? Tin cho tin cho tin. Giờ mình rút cái cây le ra. Cho. Cho. Tan kiếm nha. Nhìn nó ngoan ghê. Liếm kẹt. Ôi tôi ơi. Tôi ơi. Kè đu kè đu kè đu. Cai chua lè. Cai chua lè luôn hả hả? Dạ. Dạ. Cái cà cua. Nó bụng rồi. Từ từ từ. Cai chua lè. Nó bụng. Mình ăn hết được kè luôn. Cay quá chua lè luôn hả? Muối lại chắc không quen. Cay mình chua lè. Thử biết còn cay. Thì mình xé gà đi. Đúng vô cho mình xé gà đi. Đúng vô gà. Lật lại ăn cái gan. Em. Ai giơ tay? Con. Em. Con. Tụi tay. Con. Tụi tay. Tụi tay ơi. Ai đây? Ai? Ai? Cho tụi tay hai đứa tụi tay đi. Tụi tay một cái này kéo. Tụi tay. Tụi tay giá kéo. Trời. Ai ăn? Còn hôn câu, còn hôn câu. Ấy hôn câu của trời, có hai. Nè nè nè, tụi tay. Nhiếp hôn câu. Tụi tay. Hả? Tụi tay với hai kìa. Không. Tụi tay. Kéo của bao nha. Hồi nãy tôi ăn gan hả? Xích vô. Ăn gan thôi để ăn tiền với chị tụi tay chứ. Cũng được luôn. Tụi tay, tụi tay. Cái người thua tụi người ăn đâu có làm nữa. Đây. Hai. Hai. Đâu. Đâu. Tay. Đâu. Tay. Người ta ăn mà nó làm. Đâu, nó cổ vũ, nó cổ vũ. Đi. Đâu. 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 Đây. Ủa coi ốc. Ốc. À lấy cái gan của cưng, lấy cái gan đi. Gan tim. Con đây ăn gì tim rồi con nữa đi. Nè ừ. Nè, Huy ăn tim không con? Ủa gà này giờ má gà có đùm trứng con không? Có đùm trứng con á, trứng gần đẻ rồi. Nè, Út với tiền nè. Trứng nó chừng. Chia ra đi con. Đâu đẻ thấy. Vừa để mẹ ăn thử coi không. Chết cha hồi bị lỗ rồi. Cay rồi con ơi. Bớt thêm mất cái nè, nắm em cục này đi. Đâu ăn cục này lỗ nữa. Cay không? Con ăn trước nha. Cay không? Cay, cay. Cay, cay. Cay dữ lắm. Ngọt hả? Cay đó tươi luôn mà. Không nước vô. Đảm nhìn gì? Mẹ ăn cay không con? Ăn cay không cay? Con cay. Cay phải không? Cay không ăn? Có. Ừ. Lấy cục đá đá. Cay gì ngon. Thử ra thử cái chín không nha. Thử
thấy chắc cũng không rồi. Thử vừa ăn không? Tay mình sạch sẽ, tay mình rửa rồi. Gà nóng hổi hả ba? Không, không có sống. Thử không có sống chín hết trơn rồi. Chín đều quá đó. Tại mình nướng nó lửa nó hầm mà mình không có nướng lửa ngọn nè. Nướng lửa than nó ngon dữ lắm. Nồi rớt rồi. Thấy cái chân ra đi, thấy chân ra đi. Chiều nay Vi mới vừa đi học về. Đây. Trái đùi ngon nè. Để đây đi chút lột cái da ra cho Vi ăn cái đùi ha. Cái chân ra con. Vi ăn ở tông chứ gần cái da không được đâu. Không dám tay dữ lắm. Không lấy nhiều lấy kéo ta. Cái kéo cắt thì ăn không ngon bằng xé. Gà phải xé ăn mới ngon. Cắt qua xương. Ngon ghê chưa? Mình dồn cái đường này cũng dài. Mình phải ăn được. Lấy thêm Nhật kiến quay Nhật ăn được không đây à? Ăn được, ăn được ở trong cũng ăn được. Xăm xăm như đây nè. Hồi sớm có chỉa đó. Mới đầu cầm nhéo nhéo giờ chơi nguyên bàn luôn. Hồi nãy vậy con giáo. Con bố con đi cao á. Bây giờ nóng quá. Này giống gà thịt heo hay gà đùi đùi cánh. Đùi gà đùi cánh như cánh. Nè. Cái đùi tâm này nó cũng chín hết trơn rồi. Nhìn nó mỡ hồi nãy mình nướng mỡ nó chảy vàng ươm luôn á. Nóng quá. Đồ hơi à. Mỡ nó chảy như xì. Trời nóng mà hay hút vô một cái gột luôn. Miếng thịt nào miếng thịt nấy ngon mà. Ngon mà. Bây giờ nóng quá. Nữa, nóng cái gột nữa. Nóng quá. Rồi để nguyên một bự gì, nóng quá. Để chút nguội nguội rồi xé tiếp. Vậy đi. Rồi. Mẹ. Ăn mẹ. Bà bảy ăn lại. Để chút nguội nguội đỡ một chút đi. Nóng không? Cái gì có chút sim nữa. Chút sim mùi nữa. Chút sim nãy ăn con ốc á. Thôi không ăn. Nước. Nước. Cái đồ ốc nãy giờ không ăn đây ốc. Ốc. Ăn ốc bà bảy ăn bà bảy. Dì Hơn. Dì Hơn. Ăn một tư. Á thằng mày ơi. Cay không? Cay. Này 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 muối. Thì cay rồi chấm gì nữa? Hả? Cay rồi chấm nữa. Cay rồi, vừa ăn không bà bảy? Vừa ăn bỏ chấm. Cay. Hơn đó mình nêm vừa ăn. Đèn lính nước có mấy anh bạn. Nè cái đồ của Vi nè, mình cho lưu ý đồ nè. Tay cay được chưa? Tay cay ăn hết rồi. Tay cay được chưa? Cay bỏ chấm. Chấm cay quá. Kẻ mũi mình lên mà con. Mũi thấy không có cay. Con ăn lớp ngoài cho mẹ Đức đi ăn lớp trong không? Không có cắn đá. Cũng cắn đá luôn. Không có nhai nước đá. Đi cắn gạo gạo luôn. Thôi. Cắn gạo gạo mơ tôi không mua nước chú nữa. Lượng nghề quá. Cắn nước đá là mơ tôi không mua nước mía chú nữa. Không mâm không? Chị ăn đi tiền. Ăn đi. Mời các bạn nha, bữa nay mình ăn gà nướng, nguyên hết. Nhiều quá. Nhiều quá mọi người ơi. Không hả? Mời các bạn. Ngon lắm. Mình nướng hả? Cái này cho nướng lại. Ăn ốc. Nướng lại vậy. Mình nướng thịt gà ta. Cho nên nó làm thịt nó ngọt. Nó phân cho nha. Mà nó dai. Mà nó thơm. Mà nó béo nữa. Cái mỡ của con gà này ở nhà mình cho ăn lúa. Bắp. Ăn lúa. Ăn lúa với bắp nên da nó vàng luôn. Ngon quá à. Cay. Cay. Xé ra hết gà luôn cho cả nhà ăn luôn. Ngon quá. Ăn tiện không? Ngon quá, không ăn tí cán chịu. Ăn chi cho nó nóng, còn nóng nè. Ăn chứ, nãy từ tù tì hắn cái phao câu rồi đó. Ôi ơi. Không cầu hơn. Không cầu hơn. Không cầu hơn. Không cầu hơn. Thôi hai con hai bẻ nè, sẵn hai bẻ luôn đi, hai bẻ cho con đi. Công gì mà thấy không? Được chưa?
Thịt nó dai thiệt dai luôn rồi. Cái bụng mà bảy kêu hả? Cái luôn á. Cái gì cũng có bi hết trơn á. Làm gì kêu ọt ọt nghe ghê luôn. Cái bị sôi ruột á. Ừ, anh biết cái gì cũng hết chưa. Nè. Tại tôi kêu ai ngồi gần chắc nghe ghê dữ. Mà tại đói hay là tại tự nhiên kêu vậy? Nghe là bị sôi ruột. Gì đúng rồi đó. Miếng vậy luôn. Bắt đầu ăn thịt gà đó vậy rồi. Gà cái gà bự luôn. Cái gì cũng có bi hết á. Cho nó lên đi. Nè da lưng nè, lột da lưng ăn. Tắm da lưng rồi tại da lưng không mỏi không có gì được. Tao lấy ba đồng rồi. Trời ơi. Thôi bự miếng da lưng đi. Miếng mở cái màu rồi da lưng. Cái da lưng lại cái da ngon nhất. Rửa miếng là ngon ngon càng nhiều, xíu càng nhiều tốt. Ốc thế này ăn hơn gà bá hả? Ngày mù da tại đây cũng đó. Gà bi cắn cái tay lần lại luôn. Ừ, vậy hả? Ừ, thấy đâu không có cay đâu. Tôi ăn thịt vàng ngon không con? Thịt ngon không? Ngon không? Nói nè, ngon không? Để cái dĩa muối ớt không ai ăn hết á, tại vì mình ướp con gà quá ngon. Vừa cay. Mà vừa thơm. Mà nướng á, nó vừa chín tới luôn. Nó không có bị khét mà nó cũng không có bị khô quá nữa. Mà không có bị sống nữa. Anh nói là vừa. Sao nó nhảy luôn. Nhảy luôn. Nhảy luôn không bị sức mắm. Ngon chưa? Con ơi, con là bị mặn. Nhưng mà tại vì con ăn cái gì con ăn lạm. Khỏi chấm nước. Khỏi chấm nước. Khỏi chấm nước. Thịt gà ngọt quá. Nhật không có khè. Không biết ăn thịt gà dữ vậy. Ngon quá bây giờ. Út ăn lại đó. Bảy ăn lại. Anh cho hết chưa. Hết chưa. Đưa giờ kêu quá tại. Rồi ăn hết kêu thôi chị. Tiền ăn cái mày không? Không ngọt bị gì không? Mà tư không mày, mà tư. Không, mà tư không ăn mày. Bà bảy kìa. Bà bảy. Thôi. 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 Chị không biết ăn mày. Dứt luôn. Giả bộ hỏi á. Nó hỏi sao nói không bụng. Giá gì đừng ăn. Chứ ăn mà không hỏi kỳ phải không? Mẹ ơi, mẹ ơi con cá không được. Mình không được. Bánh cho miếng khác mẹ. Rồi mẹ ăn nha. Mẹ ơi, chú ăn con chưa? Đây, bôi tôi ăn. Bôi ăn mẹ hả? Chú hai. Con mầm hả? Chú ăn đi cho. Cay quá. Cay quá. Cay quá. Cay quá. Vậy cho tôi uống miếng nước rồi Bi. Cay tuôn đó. Vi cay Vi muốn chạy luôn. Cho tôi cũng cái đá vậy. Vi cay Vi muốn gì? Cái muốn chạy. Cho tôi uống miếng nước rồi Vi. Cay quá cho uống miếng nước rồi. Ngon ngon. Cay không? Con da mẹ mà. Làm. Làm. Ngon không? Con gã con ngâm mẹ nè mẹ. Mẹ con ngâm con. Không ăn con nha. Nhật cho mẹ uống nước rồi Nhật. Cho mẹ uống nước rồi. Cho mẹ miếng nước rồi Nhật. Ăn đi. Trời ơi, nước. Cảm ơn con nha. Nhật nước nha bộ. Nhật mẹ hiểu hết mà. Hiểu rồi, mà đừng kêu nói nè. Tại nó bị chậm nói. Nãy giờ nó mía, mía, nước mía. Làm gì ngồi nè. Cay quá. Mấy cục nước đá thành nhớ. Cay quá, đúng thành luôn rồi. Cay quá, ngon cay cũng được. Cái gì mà ăn cái ngọt. Cái tay cục đá này bắt tôi cục đá này. Thôi được rồi, chút tôi vô nhà tôi uống, con uống đi. Clip của Khánh Tây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Nếu như các bạn thích thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nghe. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thiệt là vui vẻ. Bye bye. Vui vẻ.